Hàn Quốc nằm trên bán đảo Triều Tiên tại vùng Đông Á. Hiện nay, Triều Tiên được chia ra làm hai quốc gia. Phía Bắc là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, mà còn được gọi là Bắc Hàn. Và phía Nam là Đại Hàn Dân Quốc, còn được gọi là Nam Hàn. Hay với một cái tên quen thuộc hơn đối với thế giới, đó là Hàn Quốc, có thủ đô là Seoul. Hàn Quốc còn được mệnh danh là một xứ sở thân thiện, lãng mạn, văn minh, nhộn nhịp, sạch sẽ và có rất nhiều thức ăn đa dạng, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Và sau đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu và khám phá Hàn Quốc. Kính chào quý khán giả. Hàn Quốc là một quốc gia có một nền văn hóa và lịch sử kéo dài 5.000 năm và là một đất nước rất văn minh và hiện đại trên thế giới. Hàn Quốc còn là một quốc gia có rất nhiều cảnh đẹp và với lòng hiếu khách nên đã mau chóng trở thành một địa điểm du lịch lý tưởng cho du khách khắp nơi. Hàn Quốc nằm ở phía dưới bán đảo Triều Tiên, ba bề tiếp giáp biển, dễ dàng thông thương với Nhật Bản ở phía đông và nam, Trung Quốc thì ở phía tây. Hàn Quốc có diện tích vào khoảng 99.720 km2 với dân số là 50,76 triệu người. Ngôn ngữ được sử dụng cho cả nước là tiếng Hàn. Địa điểm quan trọng và thu hút du khách nhiều nhất đó là thủ đô Seoul. Đây là một thành phố vừa ẩn chứa nét đẹp văn hóa truyền thống từ xa xưa, vừa mang trên mình vẻ đẹp của sự phát triển trong thời buổi hiện đại. Thủ đô Seoul là vùng đất có một sức thu hút kỳ lạ đối với bất kỳ ai đã từng hoặc chưa một lần đến đây, bởi dù nhộn nhịp, đông đúc nhưng vẫn mang đậm bầu không khí lãng mạn, thơ mộng với nhiều cảnh đẹp thu hút khách du lịch. Seoul không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, nghệ thuật của Hàn Quốc mà còn là một nơi mệnh danh là kinh đô của những ngôi sao K-pop và thời trang mỹ phẩm bậc nhất châu Á. Đây là nơi dành cho những du khách nào đam mê mua sắm, thích ăn ngon và khỏe, thích trang điểm và thẩm mỹ và thích cuộc sống năng động. Cho nên, khi đến Seoul, du khách sẽ có rất nhiều điểm đến hấp dẫn để tham quan và vô số trải nghiệm thú vị mà du khách không thể bỏ qua. Trước hết là sông Hán chạy qua trung tâm của thủ đô Seoul, chia thành phố làm hai phần. Phần phía bắc của thành phố là tâm điểm của văn hóa và lịch sử, trong khi phần phía nam thì nổi tiếng với các quận mua sắm. Sông Hán dài 514 km và rộng 1 km và có 25 cây cầu bắc qua sông trong phạm vi vùng thủ đô Seoul. Đây là một hệ thống cây cầu bao gồm những cây cầu thô sơ của thời xa xưa đến những cây cầu tối tân hiện đại bậc nhất hiện nay. Bên bờ sông Hán là công viên Hangang Park dài 41,5 km và rộng là 39,9 km2, bao gồm 12 công viên nhỏ được xây dựng quy mô dành cho người dân Hàn Quốc và du khách có chỗ nghỉ ngơi, tản bộ, hóng mát để tạm quên đi sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Tại trung tâm thủ đô Seoul còn có một tòa nhà mang tên Cheongwade, tiếng Việt Nam thì gọi là nhà xanh và tiếng Anh thì gọi là Blue House, hay còn được biết đến với cái tên gọi khác là Thanh Ngõa Đài. Đây là một cung điện cổ được xây dựng từ thời kỳ phong kiến Hàn Quốc, ngày nay được sử dụng làm dinh tổng thống của Đại Hàn Dân Quốc. Đây là biểu tượng về mặt chính trị, quyền lực, văn hóa và là nơi ở và làm việc của các đời tổng thống Hàn Quốc, đồng thời cũng là một địa điểm thu hút khách du lịch rất nổi tiếng ở quốc gia này.
Và đây là khu giải trí Lotte World, hiện đại bậc nhất hiện nay, với tổng diện tích hơn 130.000 m². Công viên có đầy đủ các loại trò chơi giải trí hấp dẫn, đan xen với các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Đây cũng là địa điểm nghỉ dưỡng mà rất nhiều gia đình người Hàn Quốc lựa chọn nghỉ ngơi giải trí vào dịp cuối tuần. Bên kia đường là một siêu cao ốc Lotte World Tower, gồm 123 tầng, cao 555 mét, nghĩa là 1.821 feet. Đây là tòa nhà cao nhất Hàn Quốc và cao thứ 5 trên thế giới. Thiết kế là hình tròn thon dài, uốn nhẹ hai bên. Bên ngoài là kính nhạt lấy cảm hứng từ đồ gốm Hàn Quốc và các đường nhấn kim loại. Hòa trong các kiến trúc hiện đại của thủ đô Seoul là kiến trúc cổ kính, đó chính là cung điện Changdaegu-gung. Tiếng Việt thì gọi là Sương Đức Cung, là một cung điện nằm trong một công viên lớn của thủ đô Seoul. Đây là một trong năm cung điện được các vua của nhà Triều Tiên xây dựng từ thế kỷ 12 đến 17 và là cung điện đóng vai trò quan trọng nhất trong 270 năm cho đến khi cung điện Jeonbokgung được xây dựng vào năm 1868. Tên của cung điện theo tiếng Việt thì gọi là Cảnh Phúc Cung, là một cung điện cổ kính và tráng lệ với một lối kiến trúc đầy tinh xảo, kết hợp tuyệt vời với thắng cảnh thiên nhiên. Phía trước cung điện là cổng lớn mang tên Quang Hoa Mâm. Đây là một biểu tượng của lịch sử và là một hình ảnh đại diện của Hàn Quốc. Thủ đô Seoul còn nổi tiếng với nhiều khu mua sắm khổng lồ như là chợ Dongdaemun, náo nhiệt với trên 20 trung tâm mua sắm và hơn 30.000 cửa hàng tư nhân lớn nhỏ, bán đủ mọi loại quần áo. Du khách sẽ thỏa thích mua sắm theo phong cách thời trang Hàn Quốc với đủ mặt hàng, phụ kiện từ đầu tới chân với một giá khá rẻ. Chợ mở cửa thâu đêm từ 10 giờ cho đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Gần đó là khu mua sắm Myeongdong, lớn nhất và náo nhiệt nhất tại Seoul. Dù đến đây vào bất kỳ thời điểm nào, du khách cũng sẽ thấy mình luôn phải chen chúc giữa đám đông trên 10.000 người tại đây. Và đây là suối Cheogi Echeon, dài 8,4 km, là nơi mà người dân địa phương cũng như du khách khắp nơi có thể đi dạo thảnh thơi và nghỉ mệt sau những lúc bận rộn mệt mỏi. Tuy gần sát đại lộ tấp nập nhất của thủ đô Seoul, nhưng vẫn giữ được nét yên tĩnh bởi dòng suối nằm sâu cách mặt đường đến 4,6 m, nên trông gần giống như một hầm trú ẩn. Mặc dù khá yên tĩnh vào ban ngày, nhưng lại trở nên rất sôi động về đêm với những khu ăn uống tấp nập khắp nơi. Đây là khu tưởng niệm chiến tranh Hàn Quốc, tiếng Anh thì gọi là War Memorial of Korea. Khu tưởng niệm chiến tranh Hàn Quốc tọa lạc tại quận Yongsan thuộc thủ đô Seoul, là nơi lưu giữ, trưng bày những hiện vật và ký ức về cuộc chiến tranh tàn khốc, đau thương, nhưng không kém phần hào hùng đã qua ở quốc gia này. Tới đây, du khách sẽ được nhìn ngắm những hình ảnh, hiện vật thời chiến tranh Triều Tiên mà đã chia đôi đất nước này từ năm 1953 cho đến nay. Đây là tháp Eun-seol, nằm trên đỉnh ngọn núi nổi tiếng Namsan, là nơi du khách có thể chiêm ngắm toàn cảnh thủ đô Seoul. Đây là ngọn tháp phát sóng truyền hình được xây dựng đầu tiên ở Hàn Quốc vào năm 1969 với độ cao là 479,5
1,7m. Tháp Enso còn được mệnh danh là tháp tình yêu. Du khách sẽ thấy những hàng rào với những ổ khóa tình yêu đủ kích cỡ và đầy màu sắc được gắn trên đó như là lời thề nguyện khóa chặt tình cảm các cặp tình nhân lại với nhau. Họ viết tên mình lên các ổ khóa cùng lời hẹn thề rồi gắn chúng lên hàng rào để khẳng định một tình yêu bền chặt. Đây là khu thương xá Dongdae Moon Design Plaza, gồm có phòng triển lãm thiết kế, thời trang và công viên. Tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Zaha Hadid và đã nhanh chóng chiếm được trái tim của đông đảo người dân bản địa và trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn, một nơi tham quan, mua sắm, vui chơi nổi tiếng tại thủ đô Seoul. Và đây là làng Bucheon, Hà Nội. Có thể nói đây là khu vực mang màu sắc lịch sử đẹp nhất của thành phố, nơi khách du lịch có thể dạo chơi qua những con đường nhỏ và quan sát thật gần những ngôi nhà truyền thống cổ xưa được xây cất cách đây trên 600 năm. Khi bước chân lang thang qua khu phố đẹp như tranh vẽ này thì du khách sẽ cảm thấy như lạc vào một cảnh xa xưa và trầm lắng giữa lòng thủ đô ồn ào hối hả. Kính thưa quý vị, ngoài những danh lam thắng cảnh nổi tiếng thì Hàn Quốc còn nổi tiếng với các món ăn từ đường phố đến các nhà hàng sang trọng cao cấp. Những món ăn tuyệt ngon và được nhiều các cơ quan ẩm thực quốc tế cho là tốt cho sức khỏe con người. Trước hết là món kim chi. Kim chi, đây là món ăn gắn liền với xứ sở Hàn Quốc mà còn được mệnh danh là xứ sở kim chi. Vào năm 2013, Tổ chức Thế giới UNESCO đã công nhận kim chi là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Không chỉ được yêu chuộng tại Hàn Quốc mà còn ở Việt Nam và trên khắp thế giới. Món ăn này được làm bằng cách lên men từ các loại rau củ chính yếu là cải thảo, hành, tỏi và ớt, có vị chua cay. Tạp chí Health Magazine của Mỹ đã từng gọi kim chi là một trong năm thực phẩm có lợi cho sức khỏe nhất của thế giới. Đây là cơm trộn bibimbap, là một trong những món ăn ngon nhất của Hàn Quốc mà du khách nên thử khi đến đây. Bibimbap là một tô cơm trộn gồm cơm trắng, rau và ớt bột, khiến cho thực khách phải vừa ăn vừa suýt xoa vì cay. Nếu du khách nhanh tay trộn đều tô cơm, trứng sống sẽ chín nhờ hơi nóng của cơm. Tiếp theo là sườn nướng Galbi, hay còn được biết đến là barbecue Hàn Quốc. Và đây là món ăn có ở khắp nơi trong các thành phố Hàn Quốc. Du khách có thể chọn sườn heo hay là sườn bò tùy ý. Chỉ trong vài phút là bàn ăn của du khách sẽ có đủ thứ món rau đủ loại, cơm, ớt, tỏi và nước sốt để ăn chung với sườn nướng. Đây là cơm cuốn rong biển Gimbap, là món cơm được cuốn bằng rong biển khô và trong nhân có trứng rán, dăm bông hay là cá và các loại rau địa phương theo mùa. Đây có lẽ là món ăn nhanh và đầy đủ chất dinh dưỡng nhất ở Hàn Quốc. Và đây là món thịt bò nướng Bulgogi, có mặt khắp nơi trên thế giới, được làm từ bò beefsteak cắt mỏng ướp với xì dầu và một số gia vị khác. Tại nhiều quán ăn, du khách có thể tự nướng thịt ngay tại bàn của mình. Món này được ăn với nhiều loại rau quả đặc trưng của Hàn Quốc và dĩ nhiên là phải có kim chi. Tùy thuộc vào nước sốt, bulgogi có thể có vị dịu và ngọt hay rất là cay.
thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc sau Seoul là Busan. Đây là thành phố hải cảng lớn nhất tại Hàn Quốc, là cảng biển đông thứ 5 trên thế giới với hơn 4 triệu dân và là một địa điểm du lịch lý tưởng, hấp dẫn ở Hàn Quốc. Đây là trung tâm kinh tế, văn hóa và giáo dục của vùng Đông Nam Hàn Quốc. Tại đây có cây cầu treo Gwanggang, tiếng Anh thì gọi là Diamond Bridge và tiếng Việt thì gọi là cầu Kim Cương, nổi tiếng và hiện đại nhất tại Busan. Cây cầu được thiết kế dành riêng cho xe hơi lưu thông, dài 7.420 m và là cây cầu dài thứ hai tại Hàn Quốc. Cầu được thiết kế với một hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật tạo ra hơn 100.000 màu sắc ánh sáng khác nhau, thay đổi theo từng giờ, từng ngày và từng mùa. Khi hệ thống đèn được bật lên thì cả cây cầu được bao phủ bởi ánh sáng lung linh huyền ảo, soi bóng xuống mặt nước biển Wanggali. Cầu uốn cong theo thành phố rồi chia ra làm hai khi vào đến bờ, đem lại một cảnh đẹp rất quyến rũ về đêm. Busan còn có làng văn hóa Gyeongcheon, là một mê cung thú vị với những bức tường đầy màu sắc và những con hẻm uốn lượn kỳ lạ. Cách đó không xa là bãi biển Haeundae, tuyệt đẹp với bãi cát trắng. Đây cũng là nơi rất được yêu chuộng bởi người dân địa phương và du khách gần xa. Ngoài ra, Busan còn là một thành phố của điện ảnh và các lễ hội được tổ chức tại thành phố trong suốt cả năm, mà nổi trội nhất có lẽ là lễ hội pháo hoa quốc tế Busan. Và đây là đảo Jeju-do, là một hòn đảo nằm ở phía nam bán đảo Triều Tiên, được UNESCO chọn là di sản thế giới. Đảo Jeju được cấu tạo từ nham thạch qua nhiều đợt địa chấn và phún thạch từ núi lửa. Có một thủa đảo Jeju là vùng nghèo đói nhất nước vì địa thế xa đất liền, đất ruộng ít ỏi nên kinh tế yếu kém. Vậy mà qua bộ phim bản Tình Ca Mùa Đông với bối cảnh là đảo Jeju hoang sơ quyến rũ, không lâu sau du khách tìm ra đảo ngày càng đông. Không những du khách quốc nội mà số lượng du khách quốc tế cũng gia tăng đáng kể. Đến nay Jeju thành là một địa điểm thu hút khách du lịch vào bậc nhất của Hàn Quốc. Về mặt kinh tế thì Hàn Quốc là trụ sở đầu não của một vài tập đoàn lớn nhất thế giới như là Samsung, tập đoàn LG, xe Hyundai và Kia, với những sản phẩm điện tử, ô tô và thiết bị máy móc được sản xuất ra khắp nơi trên thế giới. Theo như công ty phân tích chức năng Wi-Fi RootMetrics thì sau một nghiên cứu rộng rãi thì khẳng định tốc độ mobile internet của thành phố Seoul, Hàn Quốc rất nhanh, vượt qua các thành phố lớn khác trên thế giới. Hàn Quốc là một đất nước được mệnh danh là một trong bốn con hổ của châu Á về mặt phát triển kinh tế. Tuy nhiên, người Hàn Quốc còn được biết đến là những con người dễ kết bạn, quý tình bạn, vượt qua khỏi mọi ngăn cách, địa lý, quốc gia, ngôn ngữ hay là văn hóa. Với bản tính lịch sự, hiếu khách thì Hàn Quốc đã được mệnh danh là miền đất con người có thể đến gần với nhau, xóa đi mọi khác biệt, mọi khoảng cách. Hàn Quốc đẹp như một bức tranh giao hòa tuyệt vời của biển và trời mà du khách sẽ khó quên. Quý vị nhớ đăng ký
để khi có video mới, chúng tôi sẽ thông báo ngay.